Chào mừng các bạn đến với Chống Diễn Biến Hòa Bình. Các bạn thân mến, trong vấn đề Biển Đông, Đài Loan không tốt đẹp như nhiều người vẫn nghĩ. Nhiều người Việt Nam cần nghĩ rằng Đài Loan cũng đang có tranh chấp với Việt Nam, ở Việt Nam cũng tuyên bố phần lớn chủ quyền Biển Đông, cũng có những hành động leo thang quân sự và tuyên bố diều hâu, cũng chiếm đóng phi pháp các đảo thuộc chủ quyền Việt Nam. Đừng có vì tâm lý chống Trung Quốc mà quay sang ủng hộ Đài Loan. Hai quốc gia vùng lãnh thổ này trong vấn đề Biển Đông cũng chẳng thua kém nhau đâu. Chống Diễn Biến Hòa Bình giới thiệu đến các bạn bài viết Chống Trung Quốc bằng cách ủng hộ Đài Loan, tự bắn vào chân mình, của Facebooker Tifosi. Tại sao lại ghi là Đài Loan Trung Quốc? Không phải họ là một quốc gia độc lập hay sao? Tại sao không công nhận Đài Loan là một quốc gia để có thêm đồng minh chống Trung Quốc? Tại sao không ủng hộ Đài Loan để có thêm đồng minh trong vấn đề Biển Đông? Có không ít người mang một tâm thế ủng hộ Đài Loan độc lập trước Trung Quốc, vì theo họ, ủng hộ Đài Loan tức là Việt Nam có thêm đồng minh chống Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông. Nhưng đó là tư tưởng không khác gì việc mang AK-47 răng ngắm thẳng xuống bàn chân mình cả. Quốc gia, vùng lãnh thổ nào tập trận bắn đạn thật tại Biển Đông, Trung Quốc và Đài Loan? Dĩ nhiên là có cả Việt Nam và Philippines nữa, nhưng trong số này, Việt Nam hạn chế công khai các cuộc tập trận bắn đạn thật, còn Philippines chủ yếu xung quanh bãi cạn Sapporo. Quốc gia, vùng lãnh thổ nào đưa lực lượng hải quân của một quốc gia khác đến tập trận tại Biển Đông? Đài Loan, sau đó là Philippines. Đặc biệt là Đài Loan, vì chống Trung Quốc, họ muốn đưa hải quân của Pháp, Anh, Đức, Nhật, Hàn, Mỹ vào Biển Đông. Và chúng ta làm sao so sánh về mặt thực lực với những cái tên trên? Quốc gia, vùng lãnh thổ nào vẽ ra đường 11 đoạn, cái gọi là tiền thân của đường 9 đoạn, đó là Trung Hoa Dân Quốc, AK Đài Loan. Mà nhắc cho nhiều người chưa biết, phần tuyên bố chủ quyền của Đài Loan tại Biển Đông còn lớn hơn Trung Quốc. Quốc gia, vùng lãnh thổ nào tuyên bố phần lớn Vịnh Bắc Bộ và đảo Bạch Long Vĩ thuộc chủ quyền của họ, lên án Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thăm đảo Bạch Long Vĩ vào năm 2013, Đài Loan. Trong khi Trung Quốc và Việt Nam đã phân định xong Vịnh Bắc Bộ thông qua Hiệp định về Hợp tác Nghề Cá và Hiệp định Phân định Vịnh Bắc Bộ, thì Đài Loan vẫn duy trì đường 11 đoạn, trong đó có đoạn bao trùm cả Bạch Long Vĩ của Việt Nam. Quốc gia, vùng lãnh thổ nào phản đối quan điểm của Tòa án Quốc tế La Hay về đơn kiện của Philippines liên quan đến việc phân định Biển Đông? Trung Quốc và Đài Loan, hai quốc gia vùng lãnh thổ nhất thống một quan điểm rằng chủ quyền của họ ở Biển Đông được tạo dựng dựa trên các đường phân đoạn, đường lưỡi bò. Các đường phân đoạn này bao gồm 80% diện tích Biển Đông, bao gồm Trường Sa, Hoàng Nham. Ngày 19 tháng 11, tờ Taiwan News đưa tin Đài Loan sẵn sàng lên tiếng ủng hộ Việt Nam giải quyết các tranh chấp hòa bình tại Biển Đông. Nhưng vào 10 ngày trước đó, Đài Loan đã cử tàu ngầm Hai Lung tham gia tập trận bắn đạn thật tại khu vực gần đảo Ba Bình, hòn đảo lớn nhất Trường Sa mà Đài Loan chiếm đóng trái phép. Quan chức Đài Loan cho biết tàu ngầm này sẵn sàng cho mọi tình huống xấu nhất diễn ra tại đây và thách thức các bên xâm phạm chủ quyền của Đài Loan tại Biển Đông. Đài Loan cũng đang thực hiện một dự án tàu ngầm mới tự đóng, dự kiến sẽ biên chế cho Hải quân Đài Loan vào năm 2024. Trong một thông báo được đưa ra vào cuối năm 2020, cho biết hạm đội này được hình thành nhằm chống lại một hạm đội tàu ngầm mới của một quốc gia Đông Nam Á, và quốc gia đó chính là Việt Nam, chứ còn ai trong khoai đất này nữa. Năm 2014, khi Việt Nam và Trung Quốc căng thẳng cực độ xung quanh vụ việc giàn khoan HD-981, thì quân đội Đài Loan tuyên bố điều động thêm lực lượng đến các đảo ở Trường Sa. Mục tiêu là nếu xảy ra xung đột cục bộ giữa Trung Quốc và Việt Nam trên Biển Đông, thì quân đội Đài Loan sẵn sàng hành động. Với Việt Nam và 98% các quốc gia trên thế giới, Đài Loan không phải là một quốc gia. Việc ủng hộ Đài Loan độc lập không giúp cho Việt Nam có thêm đồng minh, mà chỉ chắc chắn sẽ khiến Trung Quốc có cái cớ để thực thi nhiều chính sách rất có hại cho phía Việt Nam. Ngay đến cả phương Tây, tiềm lực mạnh mẽ là thế, giàu có là thế, nhưng cũng không dám đứng thẳng tuyên bố Đài Loan là một quốc gia độc lập.
Báo chí luôn vẽ ra một thực trạng là chỉ có Trung Quốc gây ra tình trạng rối ren ở Biển Đông. Thậm chí báo chí từng cố gò ép thông tin Đài Loan đưa tàu ngầm ra Biển Đông là để thách thức Trung Quốc, rồi cư dân mạng thì quay tay ủng hộ Đài Loan nhiệt liệt. Nhưng thực ra hành động đó của Đài Loan còn thách thức đe dọa chủ quyền của cả Việt Nam nữa. Báo Taiwan News cho biết tàu ngầm Hai Lung đến khu vực gần Ba Bình để tập trận nhằm tấn công các mục tiêu của đối phương. Đối phương ở đây là ai? Là Trung Quốc, là Philippines và có cả Việt Nam nữa. Nói thẳng ra, trong vấn đề Biển Đông, Đài Loan không tốt đẹp như nhiều người vẫn nghĩ. Nhiều người Việt Nam cần nghĩ rằng Đài Loan cũng đang có tranh chấp với Việt Nam ở Việt Nam, cũng tuyên bố phần lớn chủ quyền Biển Đông, cũng có những hành động leo thang quân sự và tuyên bố diều hâu, cũng chiếm đóng phi pháp các đảo thuộc chủ quyền Việt Nam. Đừng có chỉ vì tâm lý chống Trung Quốc mà quay sang ủng hộ Đài Loan. Hai quốc gia vùng lãnh thổ này trong vấn đề Biển Đông cũng chẳng thua kém nhau đâu.